Chào Trung. Hello, em chào anh Tư Quang, chào cô Trung chú anh nghe chị. rõ không? Em nghe rõ. Còn nói về giải thưởng Nobel á, thì chúng ta không dám đánh giá là cái giải thưởng đó nó như thế nào. Về thực bản chất ấy, về bản chất của giải thưởng Nobel nó cũng là tốt thôi, nó là tốt thôi, bởi vì lịch sử ra đời của giải thưởng Nobel chắc mọi người cũng đã đọc rồi đúng không ạ? Ông ấy để lại toàn bộ cái tài sản để ông trao giải cho các nhà khoa học có đóng góp cho quốc tế về các cái lĩnh vực nghiên cứu y học vân vân, văn học rồi vân vân cả. Thế thì chúng ta thấy là cái giải thưởng Nobel á, thì cái bản chất thì nó là như vậy. Thế nhưng về mặt thực tế thì chúng ta nhìn nhận lại nó như thế nào? Trải qua một cái thời gian dài như vậy thì chúng ta ví dụ như cái giải thưởng Nobel hòa bình của ông Lê Đức Thọ và ông Kissinger, thì ông Lê Đức Thọ ông trả lời rất rõ lý do tại sao ông không nhận giải thưởng đó, thì chúng ta đều biết rồi đúng không ạ? Không thể một cái giải thưởng Nobel hòa bình mà đi trao cho những người mang chiến tranh đến được cả. Và chúng ta nhớ là ông Barack Obama tổng thống Mỹ cũng đã từng gì ạ, nhận giải Nobel hòa bình, mà trong suốt cái nhiệm kỳ của ông ấy, thì ông ấy sơ sơ là ông mang quân đội Mỹ đánh nhau khoảng 7 lần thôi, đấm nhau 7 lần thôi chứ không nhiều. Thế là vẫn đấy là một trong những cái mà những cái thành phần nó hay bảo là gì, lính Mỹ đi đến đâu là bảo vệ hòa bình đến đấy đấy Giải đúng cứu ạ, thế giới, giải giải cứu cứu thế thế giới giới. đúng có vấn đề thế này chung nào. Và cái giải thưởng của VinFuture đó là 3 triệu đô đúng không, thì nhiều tiếng kêu ca thì đã rõ rồi. Nhưng mà nếu như một ngày gần đây thì cái tổ chức gọi là gì đó mà hay gọi là định giá thương hiệu các doanh nghiệp trên thế giới chứ không riêng gì ở đâu đúng không, lâu lâu họ có những công bố gọi là định giá thương hiệu đúng không, đó thì đến lúc đó mà cái giá của thương hiệu VinFast nó tăng đột biến thì sao, thì sau ra cái 3 triệu đó nó lời hay nó lỗ đúng không. Cho nên mà có những người mà cứ vào thật ra là họ là nhận định là ông vừa hoang phí 3 triệu đô vân mây mây, thì mình tin rằng thì đâu đó cũng có những người họ vô tư, nhưng mà mình vẫn tin rằng là đa phần những thành phần gọi là chọc ngoáy chống phá mới đưa ra những cái nhìn như vậy, bởi vì người ta là doanh nghiệp, người ta làm kinh tế trị giá hàng triệu, thậm chí là tới hàng triệu đô hoặc là vài trăm triệu đô đúng không? Còn những thành phần gọi là lên không gian mạng để bình phẩm thế này thế nọ thì nhìn lại thì có làm gì mà lại đi bình phẩm cả một cái tập đoàn kinh tế nó to đùng như vậy, thì mình thấy là cái sự bình phẩm đó là nó thấy là nó khác người rồi, nó khác người đúng không? Chung chung là mọi người công nhận thời qua lâu lâu có những cái công ty tổ chức gì đó của tập đoàn có uy tín trên thế giới đúng không, họ đưa ra những định giá của các thương hiệu đó, các thương hiệu toàn cầu đó giá trị bao nhiêu, giá trị bao nhiêu. Thậm chí mà ngay cả Việt Nam chúng ta cũng vậy, vừa rồi thì hình như là nếu mà thời quan nhớ không lầm là cũng có thông tin từ những cái trang chính thống của thông tin chính phủ luôn thì phải, là cái thương hiệu của Việt Nam không là cũng đã tăng giá rồi, gọi là tăng tăng cao á, tăng cao hơn trước nhiều nữa, thương hiệu Việt Nam thôi đó đúng không, mọi người nhớ lại xem, chung chung nhớ lại xem có phải không, mời chung. Dạ đúng rồi, giống như kiểu là chúng ta cái định giá thương hiệu đó giống như kiểu là cái tạp chí mà Forbes kê nó hay đưa lên, ví dụ như nó dựa trên cái định giá của các cái thương hiệu của các cái ông chủ công ty, sau đó nó đưa ra các cái xếp hạng, ví dụ như là những người giàu nhất thế giới ấy, nó cũng có cái xếp hạng giàu nhất thế giới đó, thì cái việc đó là chúng ta thấy nó hết sức bình thường. Cái câu chuyện mà anh đưa ra nó không khác gì một cái ví dụ điển hình mà em đã nói trước đây, đó là gì, đó là ví dụ như thằng Phi Đồng đấy, thằng Phi Đồng ở Canada đấy, nó cứ lên mạng là nó dạy Việt Nam làm kinh tế vĩ mô trong khi nó nghèo rớt mồng tơi ra, nó bị kiện mà nó đi quyên góp khắp nơi tiền mặt rồi gửi qua tài khoản rồi các kiểu để giải quyết vụ kiện, trong khi là nó không sai. Thằng Phi Đồng nó không sai bởi vì nó tự do ngôn luận mà,
Thế nhưng mà không biết nó tự do ngôn luận kiểu gì, thế nó bị kiện. Mà trong khi đó nó ăn, nó ngồi là nó dạy Việt Nam, chính phủ Việt Nam, rồi nó dạy là cái gì, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, rồi các thứ là phải thế này, phải thế kia thì nước Việt Nam nó mới giàu được. Thế bản thân nó thì như thế nào thì cũng giống như vậy thôi. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta, nếu mà chúng ta nói một cách nó khách quan đi. Bây giờ ví dụ như anh em chúng ta đều là những người đi làm cả. Thế thì khi mà chúng ta kinh doanh thì chúng ta có muốn có lời không? Ai chẳng muốn có lời, đúng không ạ? Chả ai đi kinh doanh mà bảo là tôi đi kinh doanh tôi chỉ mong lỗ, không có. Thế thì cái đầu tiên mà khi mà cái tập đoàn Vingroup người ta tổ chức cái giải thưởng VinFuture đó, về về cái mục đích sâu xa hay mà một số thành phần mà nó hay bảo là cái gì tầm vĩ mô đấy, thì chúng ta không tầm nhìn chúng ta không thể biết được đó, tầm nhìn chiến lược thì chúng ta không thể biết được. Bởi vì sao? Bởi vì đó là cái tập đoàn Vingroup là do ông Phạm Nhật Vượng đứng đầu, đúng không ạ? Thế nhưng mà ở phía sau ông là cả một cái hệ thống của các cái nhà người ta tính toán cái đường phát triển cho công ty của người ta đấy, đúng rồi. Chứ không phải là tự dưng người ta khơi khơi người ta ném tiền qua cửa sổ, không phải thế. Làm gì có ai người ta đi người ta cầm tiền người ta ném tiền qua cửa sổ đâu. Khi người ta đã làm kinh doanh, người ta cái mục đích cuối cùng người ta đạt vẫn là lợi nhuận, bao giờ cũng thế. Thế thì cái thương hiệu của người ta mà càng mạnh bao nhiêu á thì nó thu được cái thu hút được cái giá trị về nó càng lớn bao nhiêu. Thu hút khách hàng mà thu hút càng nhiều khách hàng thì dĩ nhiên là cái giá trị người ta càng tăng. Giống như tại sao bây giờ người ta kinh doanh như Coca-Cola hay Pepsi, chúng ta thấy người ta phát triển bao nhiêu năm như vậy, hay là Samsung hay là iPhone của Apple chẳng hạn, người ta phát triển bao nhiêu năm như vậy, doanh số người ta cũng rất là cao, thế nhưng mà người ta vẫn phải quảng cáo, người ta vẫn phải có cái chính sách là thu hút khách hàng, người ta vẫn phải hàng năm người ta vẫn thay đổi mẫu mã, thay đổi chất lượng, rồi vân vân và vân vân cả. Đó nó đều là cái trong cái kinh doanh của người ta, để người ta thu hút khách hàng càng nhiều càng tốt. Đúng rồi. Thì ngày hôm nay tập đoàn Vingroup người ta tổ chức cái giải thưởng này, theo em nghĩ là nó có nhiều cái khía cạnh lợi ích riêng cũng có và lợi ích chung cũng có, chứ không phải là bây giờ như em bây giờ mà em ngồi em bảo trời ơi, ông Phạm Nhật Vượng cũng làm cái việc đó tào lao, đáng ra cũng làm này kia, nhưng mà thực ra gì, mình có hiểu được cái chiến lược kinh doanh người ta như thế nào đâu. Đúng rồi. Cái đường hướng kinh doanh người ta kinh doanh, người ta có kế hoạch, người ta có mục đích, chứ đâu phải tự dưng người ta khơi khơi người ta ném tiền ra như vậy, đúng không ạ? Không có. Người ta có một cả bộ máy người ta hoạch định cho chiến lược cho công ty, chứ đâu phải có một cái não cá nhân mà ngồi mà suy diễn cho ra vấn đề, đúng không? Hoặc như việc ra dẫn chứng là đơn giản thôi, đơn giản thôi, chúng ta không cần nhìn đâu xa cả, là Qatar nè, đất nước Qatar vừa tổ chức World Cup đó. Thống kê bây giờ là họ đã chi ra khoảng 220 tỷ, mà thực ra họ chỉ chơi được có 3 trận, đúng không? Đây thì chúng ta cũng thừa nhận là đất nước Qatar giàu có, họ có tiền đó, nhưng mà họ có tiền, nhưng mà rõ ràng cái 220 tỷ đó đâu phải là họ khùng họ đi mà họ quăng đi 220 tỷ đó đâu. Dĩ nhiên là đâu đó nó cũng có ý đồ của đất nước của họ, ý đồ của những người đứng đầu, ý đồ của ban tổ chức của họ, là mục đích chính của họ đó là gì. Chứ còn chúng ta người dân, chúng ta nhìn vào chúng ta chỉ thấy đơn giản, ôi ông Qatar này lãng phí quá, bỏ 220 mấy tỷ đô rồi đá được có 3 trận, giàu chân ngông, đúng không? Nếu mà chúng người dân chúng ta chỉ nhìn nhận được như vậy thôi, chứ còn thực ra mà người ta chi ra với mục đích ý đồ gì thì chỉ người ta mới biết thôi. Thì anh thấy không, giống như kiểu Elon Musk ấy, bỏ tiền ra mua Twitter, mua lại người ta có mục đích người ta chứ, làm sao người đúng ta rồi. Mua không xong đâu phải người ta mua về người ta đóng cửa đâu. Ví dụ như ông Elon Musk ấy, ông mua cái trang mạng xã hội Twitter xong ông đóng cửa luôn, ông xóa vĩnh viễn luôn, thì nó lại khác, đúng không ạ? Nhưng mà đây bây giờ hiện nay chúng ta thấy là gì, người ta vẫn tìm cách là gì, là phát triển thì thu lại lợi ích cho ai, lợi ích cho chính cái người chủ đó, chứ làm gì có chuyện mà người ta vứt tiền không không đâu. Mà nhiều người rất là hay, em thấy rất là kỳ lạ. Hello Phèo. Dạ em chào chị Phèo. Có nghĩa là rất kỳ lạ ở chỗ là gì, mình thì kinh tế phọt phẹt thôi, buôn bán nhỏ lẻ thôi, mà đi dạy cho những ông chủ tập đoàn là phải thế này phải thế kia. Thế chúng ta nhìn lại nó khác gì thằng Phin Đồng đâu, nó đi nó dạy cho cả chính phủ Việt Nam, trong khi cái nghèo rớt vòng tơi ở bên Canada đi xin tờ la tầm bươm ở trên mạng. Rất kỳ lạ không? Mà vậy mà vẫn giống có như, người nghe theo. Giống như cái thằng Lưu Vong, cái thằng tị nạn mà lại đi dạy cho một quốc gia là phải là
chiến dịch quân sự, chiến dịch chính trị như thế nào cho nó phù hợp với toàn cầu thì mọi người nghe nghe nó có chói tai không? Bây giờ rất rõ ràng nha. Bây giờ anh thấy không? Có nghĩa là bây giờ là chúng ta ví dụ đi, chúng ta ví dụ là Việt Nam chúng ta nghiêng hẳn về bên Mỹ đi. Có nghĩa là chúng ta không có theo cái chính sách 4-0 nữa. Đấy mà chúng ta nghiêng hẳn về Mỹ, theo hẳn đồng làm đồng minh của Mỹ đi. Mà đồng minh thì nó hơi to, thôi chúng ta cứ xác nhận là làm đàn em của Mỹ đi. Thế thì thử hỏi là Mỹ nó có cho không mình tên lửa hạt nhân với lại các cái máy bay F-22, F-35, F-36 hay là F bao nhiêu đó, nó cho nguyên một cái tàu sân bay không? Làm gì có, bỏ tiền nó mà mua. Đúng không ạ? Rõ ràng chẳng qua là gì. Nói gì chúng thấy rõ ràng đó, ngay cái ông Việt Nam Cộng Hòa ngày trước đó, giờ cuối cùng thì sao? Đó, Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phải nai lưng ra trả nợ cho mấy ông đó 140 mấy triệu đó. Ủa tiền gì vậy? Ủa tiền đó tiền gì vậy? Khả năng tiền đó là em nghĩ là cái tiền mua lại cái bang Cali. Coi như thuê à, thuê đất bang Cali cho cái đám đó ở đúng không chung? Chứ đó. Mua lại cho nó dễ gì nó bán. Dễ gì nó bán, Mỹ nó khôn thì mò mẹ cái giá cho thuê bao nhiêu năm mới đúng không? Trời ơi, ở đời có ai cho không ai cái gì bao giờ đâu. Thì đó, em thấy rất là tức cười. Nhiều thành phần đó thì nó nói thì nó hơi quá đáng, là mình bảo là nếu mà nói mà suy nghĩ thiển cận hay là thế này thế kia thì nó hơi quá đáng, nhưng mà thực tế nó là như vậy. Bản thân mình thì không bằng ai cả, thế nhưng mà cứ lên trên không gian mạng cái là dạy hết người này dạy tới người kia, đúng không ạ? Thế bây giờ ví dụ như là có nhiều người chúng ta thấy rất là rõ là gì, dĩ nhiên là có những cái sáng kiến nó rất là kỳ quặc. Ví dụ như trước đây mà chúng ta theo dõi, chúng ta biết là ông Edison khi mà ông sản xuất ra bóng điện đó, bằng cái bóng điện mà bằng dây tóc bóng ngày xưa đó, bóng tròn mà chúng ta hay dùng đó, thì nhiều người cho rằng ông là điên. Thế nhưng mà khi mà ông thử nghiệm thực tế và nó đi vào đời sống, nó còn điên nữa không, thì người ta lại ca ngợi. Thì cái chuyện này nó giống như kiểu mà những cái thành phần bây giờ mà nó vội vàng nó theo dõi thông tin đó. Mà chúng ta trước đây chúng ta đã lấy ví dụ đó là cái anh công an mà anh ấy giúp cho người dân mà đẩy cái xe đẩy á, thì đầu tiên nó cắt đi hết khúc. Hoặc là cái anh công an mà anh bán hộ hoa cho một cái chị đó, thì nó kêu là đầu tiên nó kêu là à công an Việt Nam nghèo quá đó, thấy không, Đảng Cộng sản Việt Nam nghèo quá, công an Việt Nam nghèo quá, phải ra ngoài đường xin tiền bán hoa xin tiền người dân. Hoặc là nó kêu là cái anh công an kia là thu cái xe đẩy bán hàng của một người già kiếm cơm rồi thế này thế kia. Thế nhưng mà khi mà nó đưa lên thông tin như vậy đó, thì rất nhiều người nhảy vào phê phán, nhảy vào chửi rủa các kiểu. Thế nhưng mà rồi khi mà cái thông tin nó lên đầy đủ thì ngược lại các anh lại phản ứng ngược lại với những cái bên đưa thông tin nó không chính xác. Thì cái đó nó cái điều vội vàng, mà cái điều vội vàng đó nó xuất phát từ nhiều yếu tố. Có thể là do anh là bộc trực nóng giận, trong phút chốc anh đưa ra cái thông tin nó thiếu cái suy nghĩ. Thế nhưng ngược lại là có những người gì, người ta có chủ đích. Thế nên ngay từ đầu em có nói là khi bất kỳ một thông tin nào cũng vậy, thì đầu tiên chúng ta cần phải biết được là cái mục đích khi người ta đưa thông tin nó ra, nó nhằm mục đích gì. Chứ còn khi mà chúng ta vội vàng là cực kỳ nguy hiểm, giống như kiểu là Ukraine ngay. Và cái vấn đề này thì ở Việt Nam chúng ta càng ngày thì chúng ta sâu chuỗi nhiều vấn đề lại, thì theo em nghĩ nó càng hiện hữu. Nó hiện hữu ở đây là gì? Chúng ta vẫn biết là các cái thành phần chống phá Việt Nam chúng ta đó, thì nó không từ bất kỳ một thủ đoạn nào, một phương thức nào để nó làm sao nó đạt được mục đích của nó. Đấy. Đúng rồi. Thế nhưng mà cái quan trọng là gì? Cái quan trọng là nó càng ngày, đúng không ạ? Càng ngày với cái sự phát triển của công nghệ thông tin, đặc biệt là cái mạng internet này, nó cũng cực kỳ nguy hiểm. Cái gì nó mang tính hai mặt thôi. Nếu như mà chúng ta không tỉnh táo, thì đến một ngày nào đó Việt Nam chúng ta không còn ổn định nữa, đúng không ạ? Thì cái đầu tiên á, cái người khổ đầu tiên vẫn là người dân thôi. Vẫn là người dân thôi. Ví dụ như là cái chỗ bang Cali đấy, đúng không ạ? Mà ngày xưa chúng ta thôi, chúng ta tạm gọi là thuê, đúng không ạ? Bỏ trăm mấy triệu đô ra để thuê cho các anh ở bên đó. Thuê dài hạn. Thì chúng ta thấy là cái người khổ thì có phải là mấy anh quèn đi theo ngô kỉ ngô keo đó, đúng không ạ? Tứ cố vô thân, homeless các kiểu. Chứ còn như
ông Nguyễn Cao Kỳ hay là Nguyễn Văn Thiệu có khổ đâu, chỉ có ông khổ thôi, ông bám theo được ông khổ thôi. Mà ngày đó người dân Việt Nam chúng ta cũng vậy, Ukraine cũng thế, Syria cũng vậy, Libya cũng vậy, bây giờ người dân khổ thôi. Thì thế nên là chúng ta lo lắng, là chúng ta lo lắng, nhưng mà em lại rất tin tưởng. Tin tưởng qua nhiều vấn đề, đặc biệt là với cái sự trưởng thành, đúng không ạ, phát triển ngày hôm nay của lực lượng quân đội dân Việt Nam, lực lượng công an dân Việt Nam, đặc biệt là với cái chính sách ngoại giao của Đảng và Nhà nước chúng ta, thì em nghĩ là cái việc mà chúng nó chống phá thì càng ngày nó sẽ càng ấy thôi, càng ngày nó sẽ càng bị thu chột đấy thôi. Bởi vì sao thế? Bởi vì khi mà người dân bước đầu người ta tiếp cận thì có thể người ta vội vàng, thế nhưng mà dần dần nó trải qua nhiều thời gian dài, thì các cái sự việc đó, các cái thông tin sai lệch đó nó sẽ được chứng minh bằng bằng cụ thể, bằng các thông tin cụ thể, bằng các hình ảnh thực tế, thì người dân người ta sẽ nhận ra, và khi người ta đã nhận ra rồi thì nó sẽ khác ngay. Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta thấy thôi, những cái lời nói của những kẻ chống phá đất nước như cái bọn Trương Quy, Xin Lê, bây giờ chỉ có cái bọn Lơ Nga ở bên đấy nó nghe, với hai nó một vài thành phần ở trong nước, bây giờ nó một số ít thôi, đúng không ạ, vẫn mang cái tư tưởng này tư tưởng nọ đấy nó nghe thôi, chứ còn ngoài ra ai nghe. Như cá nhân em nó thẳng cháo giờ em nghe những thành phần nó nói chuyện, bởi vì nó đưa ra nhiều thông tin vô lý lắm. Thế nên là ngày hôm nay chúng ta nghe cái gì thì nghe, đúng không ạ, nghe thì chúng ta biết là thằng này nó láo hay không nó láo. Giống như ở cái lúc nãy em chia sẻ kênh thông tin mà cái gì tin tức nóng nó đưa về tay Lương Xuân Việt ấy, đúng không ạ, thì cái điều đó nó đâu có khó để chúng ta biết được đâu, cái giá trị, đúng không ạ, cái tầm giá trị nó như thế nào. Làm gì mà người ta đến Quốc hội Việt Nam, mà thậm chí một đất nước Việt Nam mà phải nhờ đi một cái tay gọi là hưu non ở Mỹ mà về mà phải giúp này giúp kia, lấy cái gì giúp, lấy hai cái răng là giúp à, hay lấy cái gì, toàn tào lao thôi. Nhưng mà nhiều người lại dễ tin người như vậy. Thế nên là nếu mà các anh mà nghĩ rằng tập đoàn Vingroup á, người ta ném tiền qua cửa sổ thì không có đâu, người ta đều có cái mục đích của người ta đấy, người ta xây dựng kế hoạch để người ta phát triển thương hiệu, chứ không phải tự dưng người ta tổ chức ra một cái giải thưởng vô phạt như thế, mà người ta tổ chức, người ta trao giải cho những nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, các cái giáo sư mà người ta thuộc các cái lĩnh vực mà hiện nay đang nổi, ví dụ như là đợt này là của công nghệ thông tin, đúng không ạ, có ví dụ Nobel người ta chưa vinh danh, rồi các cái tổ chức khác, các cái giải thưởng khác người ta chưa vinh danh, mà công sức người ta nghiên cứu, người ta đóng góp ra mà có giá trị lợi ích cho cộng đồng, thì dĩ nhiên là khi có một tập đoàn của Việt Nam người ta vinh danh thì cái điều đó là nó rất tuyệt vời chứ, đúng không ạ. Người ta biết rằng là đây là người Việt Nam này, đây là con người và đất nước Việt Nam, người ta biết đến cái công trình nghiên cứu của mình, người ta thấy cái giá trị nó cao hay là nó có ích cho cộng đồng thì người ta đã vinh danh mình. Thì cái hướng, cái thiện cảm, cái tình cảm, đúng không ạ, người ta đã hướng đến là gì, là tập đoàn của Việt Nam, là con người Việt Nam, là đất nước Việt Nam rồi. Thì dĩ nhiên sau này về trí tuệ, về chất xám thì người ta đầu tiên người ta cũng phải ưu tiên, người ta cũng phải nghĩ đến chứ, đúng không ạ. Bởi vì đó là những người mà vinh danh chúng ta, và đó là những người mà gì, giúp cho chúng ta gì ạ, có cái động lực tiếp tục nghiên cứu này, rồi có cái được cộng đồng quốc tế biết đến khi mà chúng ta được vinh danh một cái giải thưởng lớn như vậy, đúng không ạ. Cái giải thưởng về giá trị là 3 triệu đô là lớn chứ, đâu phải là nhỏ đâu. Thì cái điều đó theo em nghĩ là nó đều nằm trong kế hoạch của tập đoàn Vingroup rồi. Đấy, còn cụ thể như thế nào thì chỉ có những cái bộ phận, đúng không ạ, người trong cuộc người ta mới hiểu thôi. Thế còn nếu mà chúng ta tham gia đóng góp ý kiến thì cũng rất là tốt, thế nhưng mà chúng ta tham gia đóng góp ý kiến làm sao nó mang tính chất xây dựng, chứ mà chúng ta lại đi vào cái vết xe đổ của những cái thành phần mà bảo Việt Nam chúng ta phải thế này phải thế kia, trong khi thì làm bục mặt vẫn không đủ tiền để mà thuê luật sư rồi là cũng mệt đấy. Đấy là em cũng chia sẻ thêm cái nội dung, cái vấn đề là như vậy. Thì cũng cảm ơn anh Thư Quang và mọi người đã lắng nghe. Ok, Trung, cũng cảm ơn Trung rất là nhiều đã dành thời gian lên chia sẻ với anh.